tiền online của Sơn Xinh Gái. Những ai mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký này. Những ai mà theo dõi video này thì đừng quên nhấn nút like để ủng hộ mình nhé. Ok, hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm về con Max 365. Thì trước tiên thì mọi người cần phải xem về cái lịch sử thanh toán tiền của nó cho mình nhé. Đây, mình sẽ vào tab cộng đồng thì mọi người có thể vào tab cộng đồng để theo dõi mình nhiều hơn. Thì hôm qua mình có tuyển được là 7 rep thì mọi người có thể nhìn thấy cái số tiền mình nhận được không? Khá là ổn luôn ấy, chỉ có 7 rep thôi mọi người ạ. Mình sẽ nhận được là số MC ấy. MC là mọi người, đây là tiền tươi luôn nhá. Thì mình nhận được là 8,47 đô. Cộng thêm là mình nhận được voucher, mình nhận được 7 cái voucher, cái giá trị tương đương là 4,45 đô. Ok, và vấn đề chính ngày hôm nay thì ở cái video này ấy, thì hướng dẫn mình sẽ hướng dẫn mọi người sâu hơn vào để mọi người có thể cá cược đến thành công 90% nhé mọi người nhé. Thì mọi người có thể sử dụng hiệu quả nhất cái số lượng MC mọi người có cộng thêm là cái lượng voucher để mọi người có thể cá cược thành công. Và cái min rút của nó thì thực sự là không lớn đâu, khoảng 20 đô thôi và hoàn toàn rút tiền được về nhé. Ok, thì chúng mình sẽ cùng vào cái app Max 365. Thì bạn nào chưa đăng ký, mọi người chưa chơi thì cái link đăng ký mình sẽ để dưới phần mô tả cộng thêm là cái video hướng dẫn chi tiết nhất nhé. Sau 2 ngày tuyển rep của mình ý, thật sự là lượng rep thì cộng lên rất là lâu. Thì những ai mà tuyển rep ý, thì mọi người hãy bảo rep của mọi người vào được báo voucher, cũng như là mọi người sẽ tham gia cá cược nhé mọi người nhé. Thì cái lượng MC này cũng như là BTC thì mọi người có thể chuyển qua nhau để mọi người có thể chơi thôi. Đây, mình sẽ vào cái phần voucher cho mọi người xem này. Mình nhận được khá là nhiều voucher. Đấy, mọi người nhìn thấy, rất là nhiều voucher luôn. Cộng thêm là mình đã sử dụng 3 cái voucher này này. Đây, mình sẽ vào cái phần này. My, cái gì đây này? Cái này là lượng mọi người cá cược ý. Thì mọi người sẽ vào đây nhá, để mọi người theo dõi. Thì ở đây này, cái hôm trước thì mình cá cược Vuvo thì mình đã thua mất 200 MC này. Trong đó thì mình có sử dụng là một cái voucher 800 MC. Cái trận này thì nó chưa diễn ra, Còn hai cái trận mới nhất này mình đã đánh thắng rồi nhá mọi người này, mình đã đánh thắng. Mình đã nhận được là 111 MC này. Ở cái trận này mình sẽ nhận được là 1210 MC, mình nói nhầm đấy. Ở đây là hơn 1000 MC. Thì ở đây video này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cách để mọi người có thể sử dụng voucher hiệu quả cũng như là sử dụng cái lượng MC này để có thể cá cược thành công và mọi người có thể chiến thắng lên đến là 90% nhá. Tại vì bóng đá nên mình sẽ không chắc chắn 100% được cho mọi người. Khi mà mọi người ra phần trang chủ ý thì mọi người sẽ ấn vào cái phần này, Fixtures này giúp em nhá. Đó, mọi người ấn đây. Ở đây thì có khá là nhiều trận đấu này. Thì mọi người có thể vào phần hot này, UCL này, UEL này, AFC Champions League này. Đấy chung là có khá là nhiều trận bóng đá luôn. Và hôm trước thì video này em sẽ nói lại một phần nhé. Mình sẽ vào phần hot cho mọi người xem này. Ở đây thì có khá là nhiều trận bóng đá. Nhưng những cái trận mọi người có thể tham gia cá cược là gì? Những cái trận nó có cái, nó có cái hình màu trần trên đen này thì mọi người có thể tham gia nhé. Thì hiện tại nó đang có một cái trận diễn ra này. Mình sẽ vào cái trận row 1 này nhá. Để mình sẽ hướng dẫn mọi người nhá. Đó, thì mọi người phải để ý giúp em những cái trận nào nó có cái hình đen đen bên cạnh này. Thì những cái trận đó thì mọi người mới có tham gia được nhá. Mọi người sẽ ấn vào đây giúp mình nhá. Sau đó thì góc cuối cùng tay phải này, Frigid này, mọi người sẽ ấn vào đây. Mọi người để ý giúp mình nhá. Thì nó đang có hai điều đặc biệt là trận đấu thì đang diễn ra là 66 phút rồi. Thì mọi người check nhá. Hầu như là em sẽ check là những trận đang diễn ra thì em mới tham gia nhá. Những trận mà đang diễn ra rồi thì mình mới tham gia. Còn những trận mà chưa diễn ra thì mình sẽ không tham gia đâu. Thì trận này ấy, thì đã diễn ra được 66 phút rồi. Ý là qua được giữa hiệp 2 rồi đấy mọi người nhờ. Thì ở đây nó đang có cái lượng này. Nếu mà mọi người cược khóa thì mọi người sẽ x được lên là 4.33 này. Nếu mà mọi người cược cái bên này thắng ý, tại vì nó đang được không quả đúng không? Thì mọi người nhận được rất là nhiều, 18.8. Nhưng nếu mà mọi người ở bên này ý, mọi người chỉ nhận được là 1.19. Nhưng cái cơ hội của mọi người chiến thắng là rất là cao. Thì mình sẽ chọn bên này nhá. Đây là kinh nghiệm của mình thôi. Còn mình thật sự là nói đến bóng đá thì chưa đến cái phút 90 thì chúng mình cũng chưa biết là cái gì đâu. Ok, nhưng mình vẫn sẽ chọn cái bên này. Đây là kinh nghiệm của mình và mọi người sẽ thắng được tầm 90% nhé. Thì hai cái trận mình thắng kia là mình cũng sử dụng cái phương pháp này. Thì mình sẽ ấn vào cái đội này nhé. Đó. Ở đây mình sẽ sử dụng voucher luôn. Thì mình sẽ xóa phần này đi. Mình sẽ cược 1.000 này. Đó chưa? Thì ở đây nó sẽ cho mình sử dụng cái voucher là 800 MC ấy. Đấy, mọi người nhé. Nó sẽ tự động nạp voucher vào đây này. Đấy, mọi người hiểu không? Nếu mà mọi người xóa đi này, mình cược 10.000 đi. Đó. Thì nó cũng chỉ được sử dụng cái voucher này thôi. Tại vì mình chưa có cái voucher tương đương ấy.
Thì bây giờ mình ví dụ 100 này. Đây nó vẫn đang sử dụng cái voucher này thì mình sẽ sử dụng 1.000 nhá. Đấy, khi mà mọi người có voucher ấy, thì mọi người có thể sử dụng này. Thì mọi người chỉ tốn 200 MC thôi thì mọi người sẽ nhận được là nếu mà thắng mọi người sẽ nhận được là 100 1.190 MC. Thì thực sự là rất là nhiều đúng không mọi người? Thì mọi người vừa được sử dụng cái lượng MC từ cái voucher đó, mọi người sử dụng nói chung là mọi người ích lên khá là tốt. Ok, mình sẽ ấn confirm nhé. Thì mình đã cạp quên mất để bật bật quạt lên thì âm thanh nó khá là ồn. Ở đây thì mình đã cá này. Tổng số lượng MC là 1.000 nhá, mình chỉ tốn là 200 thôi và mình sử dụng cái voucher được khuyến mãi là 800 MC. Khi mà mình thắng thì mình sẽ nhận được là 1.150 MC thì mình sẽ ấn đây. Đó thì mình đã làm thành công rồi. Thì mọi người có thể sử dụng cái phương pháp này nhá. Thì mọi người sẽ tìm những cái trận mà nó đang diễn ra rồi ấy. Thì cái cơ hội chiến thắng của mọi người thì mọi người qua đây check cái trận mà nó đang đá nhá. Nói chung là chạy trận khá nhiều luôn. Nhưng ở những cái trận mà nó chỉ có cái hình quạt quạt bên cạnh này thì mọi người mới có thể tham gia sử dụng MC được nhá. Và cái min rút của nó thì mình thấy là nó cũng không cao đâu. Nó chỉ rơi vào là khoảng 0.002 BTC thôi. Thực sự là hôm trước mình được cộng rep lên khá là ít ý. Còn hôm nay thì mình được cộng nhiều lắm mọi người ạ. Tại vì nó check. Để mình sẽ vào phần invited cho mọi người. Mốt rep đi này. Thì ngày mai mình sẽ nhận được quá. Thì mình tin chắc là nó sẽ đủ min luôn. Tại vì mấy hôm trước mình mới được có tổng là 21 rep mà. Thì mình đã gần được đủ min rồi. Thì cái kèo này cực kỳ uy tín. Thì mọi người có thể tham gia nhá. Thì mọi người cứ tích cực vào tham gia sử dụng MC và XMC lên thôi. Mọi người có thể đi tuyển rep. Ok, mọi vấn đề gì thắc mắc ý, thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo hoặc Facebook giúp em nhé. Bye bye, hẹn gặp lại.